Nam em chia sẻ, từng có khoảng thời gian mỗi ngày cô đều nghĩ đến cái chết. Ở tuổi đôi mươi, nam em gặp phải nhiều biến cố cuộc đời, bị cộng đồng mạng ném đá khiến cô nghi ngờ bản thân và nhiều lần tìm đến cái chết. Bước vào showbiz khi mới 19 tuổi, sau cuộc thi Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, nhưng nam em chỉ thực sự nổi như cồn vài năm trở lại đây sau những scandal tình cảm. Cô nàng bị cộng đồng mạng mỉa mai, dùng những từ ngữ xấu xí nhất để chửi bới, là người thứ ba xen vào hạnh phúc của người khác. Thế nhưng, chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ rằng, tại thời điểm đó đã phải trải qua những đau đớn suy sụp đến nhường nào. Nam em đã khiến khán giả và dàn cố vấn không khỏi bất ngờ khi chia sẻ về những vấp ngã trong quá khứ của mình. Ngược về khoảng thời gian khi nam em trở về từ cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2016, cô nàng phải quay trở lại trường để tiếp tục việc học tập của mình. Thế nhưng, là một quân nhân trong trường quân đội, với quy định quân nhân không được ra nước ngoài, nhưng nam em lại vi phạm, đã bị kỷ luật rất nặng. Theo như cô nàng chia sẻ, chính vì lần kỷ luật đó đã khiến cô nàng quyết định ra quân để theo đuổi ước mơ ca hát của mình. Để đảm bảo cho cuộc sống sau khi ra quân an toàn, tài chính vững chắc để an tâm cống hiến cho nghệ thuật, nên nam em quyết định mở nhà hàng. Cô nàng chia sẻ, lúc đó em vẫn ở nhà thuê và em mở một nhà hàng ở đường Lý Tự Trọng. Chi phí thuê mặt bằng rất đắt. Từ lúc mở, mỗi tháng em bị thua lỗ từ nửa tỷ tới một tỷ trong vòng 6 tháng. Chia sẻ này của nam em khiến Lê Hoàng bật cười chua xót. Lê Hoàng hay Long Nhật chỉ cần lỗ 6 ngày thôi, đã chết rồi. Nghe tới con số thua lỗ quá lớn, MC Quyền Linh cũng thẳng thốt. Thực sự anh nghe thôi là thấy kinh khủng rồi. Đối với anh, mỗi tháng thua lỗ từ nửa tỷ cho tới một tỷ chắc anh cũng bán nhà luôn đó. Cứ ngỡ chuyện kinh doanh thua lỗ như vậy, buộc nhà hàng đóng cửa. Nhưng ngay thời điểm đó, nam em lại gặp được một mối tình. Người đàn ông ấy mang lại cho em cảm giác an toàn, không còn bấp bênh. Em coi người ấy là cuộc sống của mình và dành tất cả niềm tin đặt vào họ, nam em thổ lộ thêm. Thế nhưng, mối tình đó nhanh chóng tan vỡ khiến nam em rơi vào tình trạng bất lực và muốn buông xuôi mọi thứ. Kinh doanh thua lỗ, không còn tiền để sống, bỏ dở đam mê nghệ thuật còn cháy bỏng. Cộng thêm việc chia tay mối tình sâu đậm đã khiến cô nàng rơi vào bế tắc và không còn tin vào bản thân mình. Nam em cho biết, lúc đó mỗi ngày em đều suy nghĩ làm cách nào để chết. Em làm tất cả mọi việc để mọi người ghét em, ghét càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày em thức dậy thấy mọi người ghét em rất vui. Lúc đấy em nghĩ em sắp chết rồi. Em muốn khi em chết đi không còn người nào được yêu thương em nữa, bởi chính em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Em chỉ thấy mình là thứ bỏ đi, mình làm quá nhiều điều sai, không còn cơ hội để quay đầu. Lúc bế tắc, em cũng vào bệnh viện gặp bác sĩ. Em hỏi bác sĩ có cách nào để cứu em không, chứ bây giờ em không thể nào giữ vững được tinh thần. Lúc đó bác sĩ cũng bệnh nên chưa giải quyết được cho em, nên em về nhà và quyết định uống thuốc tự tử. Trong lúc MC Quyền Linh ngỡ ngàng, không hiểu vì sao chỉ mới trải qua những việc như thế mà nam em đã tìm đến cái chết, thì Lê Hoàng, Tô Nhi A và Long Nhật lại đồng cảm và hiểu được tâm lý của cô đoàn. Theo cả ba vị cố vấn, ở tuổi còn quá trẻ đã phải trải qua những thất bại và tổn thương cùng lúc ập tới, đã vượt qua sức chịu đựng của nam em, dẫn tới việc cô nàng có những suy nghĩ tiêu cực như vậy.